Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi mục thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh và truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, việc bảo vệ sức khỏe bằng cách tăng cường sức đề kháng là một trong những giải pháp quan trọng nhất để phòng ngừa nguy cơ nhiễm bệnh, nhất là trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 bùng phát như hiện nay. Sức đề kháng trong cơ thể được tạo ra từ hệ thống miễn dịch Sức đề kháng cũng như hệ miễn dịch có ý nghĩa quan trọng trong việc ngăn ngừa các tác nhân như vi khuẩn, virus, nấm ký sinh trùng xâm nhập vào cơ thể. Những người có sức đề kháng tốt sẽ giảm thiểu khả năng nhiễm bệnh hoặc người đã nhiễm bệnh sẽ có thời gian phục hồi nhanh hơn. Để phòng chống dịch bệnh COVID-19, chúng ta cần thực hiện đầy đủ các khuyến cáo của Bộ Y tế. Bên cạnh đó thì người dân cần tăng cường sinh dưỡng để duy trì một hệ thống miễn dịch khỏe mạnh. Ngoài ra bổ sung nước uống từ các loại sau củ quả trong thực đơn hàng ngày cũng là một biện pháp giúp tăng cường sức đề kháng hiệu quả. Đây là nội dung chính trong chương trình ngày hôm nay mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thông tin được đăng tải trên trang sức khỏe và đời sống của Bộ Y tế. Chế độ dinh dưỡng để duy trì một hệ miễn dịch khỏe mạnh các bữa ăn hàng ngày phải đảm bảo cung cấp đầy đủ thành phần các chất như chất đạm, đường, chất béo. Bên cạnh đó, cần cung cấp đủ các vitamin và khoáng chất cần thiết như vitamin A, C, D, E, sắt, kẽm. Đây là những chất quan trọng góp phần tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể. Tuy nhiên, trong một số trường hợp mà chúng ta không thể tự bổ sung vitamin như người hay đi công tác xa, ốm đau, chế biến thức ăn làm mất vitamin thì chúng ta có thể dùng thực phẩm chức năng. Thực phẩm chức năng là thực phẩm được dùng nhằm để hỗ trợ chức năng của các hoặc là nhiều bộ phận trong cơ thể. Có tác dụng dinh dưỡng, tạo cho cơ thể tình trạng thoải mái, tăng sức đề kháng cũng như giảm nguy cơ gây bệnh. Những đồ uống giúp tăng cường khả năng miễn dịch trong mùa dịch. Nước ép táo, cà rốt theo các chuyên gia Ấn Độ, việc sử dụng loại nước ép này sẽ giúp tăng cường hệ thống miễn dịch nhờ hàm lượng vitamin A và C cao có tác dụng chống oxy hóa. Ngoài ra, những đồ uống này chứa lượng kali cần thiết cho cơ thể, thiếu khoáng chất này dẫn đến suy giảm chức năng của một số cơ quan trong cơ thể như bài tiết, cơ xương khớp, tim mạch, thần kinh. Nước ép cam, nước ép bưởi. Các loại thức uống này làm tăng lượng vitamin C của cơ thể tác dụng có lợi của nó đối với hệ thống miễn dịch đã được xác nhận bởi rất nhiều nghiên cứu. Một đánh giá được công bố trên tạp chí dinh dưỡng và chuyển hóa cho thấy bổ sung vitamin đầy đủ giúp giảm các triệu chứng và rút ngắn thời gian bị nhiễm trùng đường hô hấp như cảm lạnh thông thường. Nó cũng giúp giảm tỷ lệ mắc các bệnh khác như viêm phổi, sốt rét, tiêu chảy. Nước ép cà chua. Đồ uống này chứa nhiều vitamin A, C cũng như axit folic giúp hấp thụ sắt. Theo các nghiên cứu, nó giúp cơ thể chống lại trứng viêm, bạn đồng hành thường xuyên của bệnh cúm, cảm lạnh. Củ cải, cà rốt, gừng, nghệ, hỗn hợp nước uống này cung cấp cho cơ thể một phức hợp vitamin A, C, E, sắt, canxi, do đó làm giảm viêm, nguyên nhân gây suy yếu hệ thống miễn dịch. Sữa nghệ là sự kết hợp của sữa với việc bổ sung bột nghệ, gừng, quế, hạt tiêu đen, hạt nhục đậu khấu, Đồ uống này có tác dụng chống oxy hóa nên uống hàng ngày, nó giúp tăng cường bảo vệ chống đau khớp, viêm các bệnh về đường hô hấp. Một số biện pháp khác giúp tăng sức đề kháng, ngoài việc bổ sung chế độ dinh dưỡng, chúng ta cũng nên thường xuyên luyện tập thể dục thể thao, có chế độ sinh hoạt hợp lý, uống nhiều nước, ăn ngủ đúng giờ và giữ vệ sinh cá nhân sạch sẽ để nâng cao sức khỏe tập luyện điều độ mỗi ngày để cơ thể được thư giãn, đồng thời tăng hấp thu các chất từ chế độ dinh dưỡng, đóng vai trò quan trọng giúp nâng cao sức khỏe. Trong bối cảnh thế giới và nước ta đang đối mặt với dịch COVID-19 như hiện nay, nếu không thuộc diện cách ly thì chúng ta vẫn có thể vận động, tập thể dục bình thường. Bên cạnh đó, đeo khẩu trang khi đi đến những nơi công cộng đông người như bến tàu, nhà ga, xe buýt, theo như khuyến cáo của Bộ Y tế giữ vệ sinh môi trường sống sạch sẽ và thông thoáng, giữ cho tinh thần luôn thoải mái, tránh làm việc quá sức tạo áp lực đè nặng lên thần kinh gây ra stress, cố gắng thư giãn mỗi ngày. Ngoài ra chúng ta nên tránh thức khuya hút thuốc lá bởi vì hút thuốc lá làm viêm niêm mạc đường hô hấp tạo điều kiện cho virus tấn công. Quý vị và các bạn thân mến, vitamin C hàng đầu bảo vệ cơ thể hiệu quả trong mùa dịch sẽ là nội dung chính trong chương trình ngày mai, mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây thân ái chào tạm biệt